Mbappe, hy vọng Ronaldo không cười sau tứ kết Euro 2024. Kylian Mbappe ca ngợi thành tựu của thần tượng Cristiano Ronaldo, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến khao khát đánh bại Bồ Đào Nha ở tứ kết Euro 2024 hôm nay. Tôi hy vọng Ronaldo không là người mỉm cười sau trận, Mbappe nói ở họp báo trước trận đấu trên sân Wolves Park, Hamburg. Pháp sẽ lọt vào bán kết. Thuở nhỏ, Mbappe xem Ronaldo là thần tượng và treo trên tường nhiều tấm ảnh của siêu sao Bồ Đào Nha. Tiền đạo sinh năm 1998 cũng từng tới thăm đại bản doanh Real năm 2013 để thử việc và chụp ảnh với Ronaldo. Trước cuộc đấu một mất một còn, đội trưởng Pháp một lần nữa nhấn mạnh sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại 39 tuổi, cho biết vẫn giữ liên lạc với đàn anh và thường xuyên nhận được lời khuyên cũng như sự giúp đỡ. Dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ luôn là huyền thoại, Mbappe cho biết. Ronaldo và Mbappe từng 5 lần chạm trán, nhưng hôm nay mới là trận chính thức đầu tiên ở cấp đội tuyển kể từ vòng bảng Euro cách đây 3 năm, hòa 2-2. Mbappe luôn tịt ngòi những trận đấu trước, còn Ronaldo ghi 6 bàn. Đây nhiều khả năng là Euro cuối cùng của Ronaldo và đang khát khao vô địch lần thứ 2 sau năm 2016. Tuy nhiên, đóng góp của anh không được đánh giá cao vì chưa ghi bàn nào dù dứt điểm 20 lần, nhiều hơn bất cứ ai tại giải. Nhưng theo Mbappe, mọi người cần đánh giá cao những thành tựu của Ronaldo trên sân cỏ vì điều đó đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, CR7 cũng ghi dấu ấn vào lịch sử khi vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 39 và hết lần này đến lần khác nỗ lực làm mới bản thân. Tại Euro 2024, Mbappe mới ghi một bàn trên chấm phạt đền trong trận hòa Ba Lan 1-1 tại lượt cuối vòng bảng. Màn trình diễn của tiền đạo 26 tuổi bị ảnh hưởng vì gãy mũi ở lượt ra quân, khiến anh phải đeo mặt nạ và thừa nhận không thể lấy lại phong độ tốt nhất. Nhưng Mbappe không coi đó là lời bào chữa nếu thất bại. Tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất về thể chất. Tiền đạo 26 tuổi cho hay, tôi sẽ cống hiến mọi thứ để giúp đội chiến thắng. Pháp được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha nhờ dàn cầu thủ đồng đều, nhưng Mbappe nghĩ khác. Họ rất mạnh, anh nói. Nói về Ronaldo thì dễ, nhưng bỏ qua những cái tên như Rafael, Bruno Fernandes thì thật tệ. Theo Mbappe, Pháp cần cải thiện khả năng dứt điểm khi mới ghi 3 bàn ở giải này, nhưng 2 trong số đó là phản lưới và bàn còn lại trên chấm phạt đền. Bên cạnh đó, đội cần tăng cường độ trong trận và nỗ lực hơn đối thủ. Mbappe vừa gia nhập câu lạc bộ Real Madrid sau 7 mùa giải chơi bóng cho PSG. Trong khi đó, Ronaldo là huyền thoại Real với 450 bàn trong 438 trận thời 2009-2018. Khi được hỏi về việc vượt qua thành tựu của đàn anh, Mbappe hy vọng viết nên lịch sử nhưng không phải vì Ronaldo. Anh ấy là duy nhất, Mbappe nói. Tôi sẽ chỉ dành sự khen ngợi cho một cầu thủ tầm cỡ như vậy. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.